Để mở đầu chương trình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Khánh Huyền tìm đến với những thông tin của chuyên mục Sống Vui, Sống Khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Sống Vui, Sống Khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc là ăn chay làm sao để đầy đủ dưỡng chất. Và theo như Khánh Huyền biết, thì một người ăn chay hay là ăn thông thường thì vẫn phải cung cấp đầy đủ một lượng calo mỗi ngày, đó chính là 2.300 calo. Vậy thì để cung cấp một lượng calorie mỗi ngày như vậy cho cơ thể thì bữa ăn chay bao gồm những gì? Protein. Protein có trong đậu, các loại hạt và thực phẩm đậu nành. Ngoài ra, protein có trong các loại rau phong phú gồm bông cải xanh, rau bina, cải xoăn, bí ngô, đậu lăng, đậu hà lan và ngũ cốc bao gồm lúa mạch, gạo cũng chứa lượng protein dồi dào. Và bên cạnh protein thì cũng có một chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với cơ thể mỗi người, đó chính là chất sắt. Và chất sắt thì có ở trong những thực phẩm như thế nào? Lượng chất sắt có trong bữa ăn của người ăn chay cũng tương tự như trong bữa ăn của người không ăn chay. Tuy nhiên là tính khả dụng sinh học của thực phẩm ăn chay lại thấp hơn so với thịt. Chính vì điều này mà những người ăn chay phải bổ sung thêm chất sắt. Những thực phẩm ăn chay giàu chất sắt bao gồm đậu đen, đào lộn hột, dâu tây, mơ, hạnh nhân, hạt mè, vân vân. Rau xanh các loại như là rau cải, cải bắp, cải xanh, cải son. Tuy nhiên, để tăng cường chất sắt, có thể uống thêm các loại nước uống trái cây và củ cải đỏ. Canxi. Canxi có trong bông cải xanh, bắp cải, súp lơ, đậu phụ, sữa đậu nành, nước cam. Và chúng ta cũng không thể lơ là khi bổ sung cho cơ thể những thành phần dưỡng chất như là omega 3, chất béo hay là vitamin B12. Omega 3 thì có nhiều ở trong cá, tuy nhiên là trong các thực phẩm ăn chay cũng có chứa nhiều omega 3 như là rau bina, rau cải xoăn, rau dậm lá, dầu thực vật, dầu cọ, đậu phụ, đậu nành, lạc hay là quả ốc chó vân vân. Chất béo. Chất béo có trong các loại dầu thảo mộc, lạc, đậu nành, quả bơ, vừng, hướng dương, ngô, dầu ô liu và trong các loại bơ thảo mộc. Và thành phần dưỡng chất cuối cùng mà chúng ta muốn tìm hiểu ở trong thực phẩm ăn chay đó là vitamin B12. Tuy nhiên là vitamin B12 thì có rất nhiều trong các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Chính vì vậy mà vitamin B12 trong các thực phẩm ăn chay còn rất thấp.